Thiên đường cá cảnh xin giới thiệu đến các bạn máy sủi oxy Geocode BA35. Công suất tiết kiệm điện chỉ 20W, thổi 35 lít trên phút. Cái máy nhỏ gọn nhé. Máy này có thể chống được nước, để được ngoài trời mưa gió. Ở đây mình đi dây là 10 ly, nối ra là cái cào chia 10 vòi. Ở đây mình đi 10 cục sủi nhé. Cái độ sâu của mực nước trong hồ này là 60 xăng. Cái máy này nó có thể sủi được áp lực ở độ sâu 1m, mét hơn đều sủi tốt nhé. 1,5m, 2m đều sủi được. Ở đây mình đang test là 10 cục sủi, 10 vòi. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988 347 508 hoặc truy cập website thiên đường cá cảnh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Thân ái chào các bạn.